Xin chào tất cả các em. Ở bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài 15 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 5 tập 1, ôn tập về giải toán. Xem xong video bài giảng thì để ủng hộ cô thì các em hãy nhớ like video bài giảng, nhấn đăng ký kênh để các em sẽ sớm nhận được các video mới nhất khi mà cô up các video mới lên kênh nhé. Bài số 1 ở đây đó là tổng của hai số bằng 100. Tỉ số của hai số bằng 3/7, tìm hai số đó. Tức là bài toán này là bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ. Đối với bài toán này thì trước tiên các em sẽ tìm tổng số phần ra. Tổng số phần thì các em lấy hai cái tỉ số, các em lấy cái phần tỉ số tử và mẫu của tỉ số các em cộng với nhau. Tức là số bé ở đây là 3 phần này, 1, 2, 3 này. Số lớn ở đây là 7 phần, đúng không ạ? Đếm này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy tổng số phần thì các em sẽ lấy 3 cộng với 7 sẽ bằng 10 phần, đúng không ạ? Sau khi tìm được tổng số phần rồi thì các em sẽ đi tìm số bé hoặc số lớn đều được. Các em sẽ lấy 100 này, các em chia tổng số phần, tức là lấy 100 các em chia 10 ra thì đấy là 1 phần, đúng không? Lấy 100 chia 10 các em nhân với 3 lên thì sẽ được số bé, được chưa? Hoặc là các em lấy 100 các em chia 10 ra thì được 1 phần, các em nhân với 7 thì được số lớn, đúng không ạ? Các em có thể tìm số bé trước, số lớn trước đều được. Tìm được một trong hai số rồi thì các em lấy tổng, các em trừ đi cái số mà các em vừa tìm được thì các em sẽ suy ra được cái số còn lại, đúng không ạ? Vậy bây giờ trước tiên các em sẽ tìm cho cô tổng số phần. Tổng số phần bằng nhau. Đây, số bé có 3 phần đây thì các em lấy 3. Các em cộng với số lớn 7 phần, như vậy có tất cả là 10 phần. Này cả 10 phần thì nó ứng với lại 100, như vậy mỗi phần thì các em lấy 100, các em chia cho 10 thì sẽ được 1 phần. 100 chia 10 thì bằng 10, đúng không ạ? Vậy 1 phần bằng 10, vậy số bé ở đây là 3 phần. Như vậy các em lấy 10 nhân với 3 lên thì chúng ta sẽ được là 30 là số bé, đúng không ạ? Vậy số bé sẽ là 100 này. Các em chia cho tổng số phần, tức là chia 10 này. 100 chia 10. Như vậy mỗi phần nó sẽ có là 100 chia 10 bằng 10, đúng không ạ? Như vậy mỗi phần của nó sẽ bằng 10. Mà số bé 3 phần thì các em nhân 3 lên. Vậy kết quả chúng ta số bé sẽ bằng 30. Số lớn thì các em cũng có thể lấy 100 chia cho 10 nhân với 7 cũng được, bằng 70 cũng được. Hoặc các em lấy tổng là bằng 100, các em trừ đi số bé thì sẽ ra số lớn. Số lớn các em lấy tổng là 100, các em trừ đi số bé là 30, như vậy số lớn sẽ bằng 70. Như vậy đáp số của chúng ta chính là 30 và 70. Đáp số này thì số bé của chúng ta sẽ là bằng 30, số lớn sẽ bằng 70. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng bài giảng của cô đây một chút để các em xem kỹ hơn bài tập số 1. Sang bài tập ý B của bài 1. Hiệu của hai số bằng 55. Tỉ số của hai số là bằng 4/9. Tìm hai số. Như vậy bài toán này là bài toán tìm hai số khi biết gì? Khi biết hiệu và tỉ. Như vậy muốn làm được cái dạng toán này thì trước tiên
Các em sẽ đi tìm gì? À, hiệu. Hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau, vậy số lớn ở đây có 9 phần này. Em có thể đếm ở phía dưới hoặc là nhìn ở đây. Đây 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy số lớn có 9 phần. Số bé chỉ có 4 phần thôi. Như vậy hiệu số phần thì các em lấy 9 này, các em trừ đi 4. Như vậy hiệu số phần sẽ là 5 phần, đúng không ạ? Đây là 5 phần này, 1 này. Đây là hiệu số phần. Tức là số lớn nó sẽ hơn số bé là 5 phần. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Và 5 phần này thì nó ứng với số 55. Như vậy mỗi phần thì các em sẽ lấy 55, các em chia 5 ra. 55 chia 5, như vậy mỗi phần, mỗi cái phần nhỏ này sẽ là bằng 11. Đúng không ạ? Mỗi phần nhỏ này 11 thì số bé các em lấy 11, các em nhân với 4 lên. Chia 5 nhân 4 lên thì số bé sẽ là 44. Muốn tìm số lớn thì các em sẽ lấy số bé các em cộng thêm 55 thì sẽ ra số lớn. Vậy ý B, đầu tiên các em tìm cho cô hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau. Muốn tìm hiệu số phần thì em lấy 9 trừ đi 4. Như vậy hiệu số phần sẽ là 5 phần. Và 55 này ứng với 5 phần. Như vậy muốn tìm 1 phần thì em lấy 55 chia 5 ra thì sẽ ra 1 phần. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ tìm số bé luôn nhé. Này thì ứng với 5 phần đúng không ạ? Vậy các em lấy 55 này, các em chia cho 5. 55 chia 5 thì bằng 11. Như vậy mỗi phần nhỏ này bằng 11. Mà số bé là có 4 phần đúng không ạ? 1, 2, 3, 4. Như vậy mỗi phần là bằng 11 này, nhân 4 lên. Như vậy số bé bằng 44. Tìm được số bé rồi thì em sẽ tìm được cô số lớn. Số lớn đây, em nhìn này, số lớn này thì nó bằng số bé cộng thêm 55 nữa. Như vậy số lớn các em lấy 44, các em cộng thêm 55. Như vậy sẽ bằng 99. Như vậy thì số bé của chúng ta sẽ bằng 44 và số lớn của chúng ta sẽ bằng 99. Đáp số. Số bé này 44 này. Số lớn này sẽ là 99. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được hai ý A và B của bài tập số 1. Bạn nào cần thì có thể dừng bài giảng của cô lại một chút để các em xem kỹ hơn ý B. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 2. Các em xem xong video bài giảng, để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like video bài giảng, chia sẻ video cho các bạn các em cùng xem. Và đặc biệt là các em hãy nhấn nút đăng ký kênh nhé. Đấy, cái nút màu đỏ ngay phía dưới góc ngoài màn hình đấy. Để khi mà cô up các video mới lên thì máy nó sẽ báo để cho các em sẽ là những người đầu tiên vào xem các video đấy. Và việc nhấn đăng ký là hoàn toàn miễn phí nên là các em yên tâm nhé. Sau bài tập số 2, một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có tất cả là 116 quả. Tức là 116 này là bao gồm cả trứng gà và trứng vịt. Số trứng gà bằng 1/3 số trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu trứng gà và bao nhiêu trứng vịt. Như vậy bài toán này là bài toán là tìm hai số khi biết tổng và tỉ. Đúng không ạ? Tổng và tỉ. Tổng ở đây bằng 116. Đúng chưa? Trứng gà thì 1 phần, còn trứng vịt là 3 phần. Đúng không nào? Như vậy, các em có thể vẽ một chút cái sơ đồ ra cũng được. Đấy. Các em có thể vẽ cái sơ đồ ra. Đây nha. Đây người ta cũng có thể vẽ luôn vào đây. Ta sẽ có trứng gà này. Trứng gà là ứng với 1 phần, còn trứng vịt.
thì sẽ là 3 phần. Đây, trứng gà 1 phần này. Trứng vịt 3 phần. Được chưa? Đấy, các em có thể vẽ sơ đồ như vậy. Và tổng ở đây là chúng ta có là 116 quả. Vậy sau khi vẽ sơ đồ thì chúng ta thấy là đây là rõ ràng cái bài toán này là bài toán tìm hai số khi biết gì? À, khi biết tổng và tỉ, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có là tổng số phần bằng nhau sẽ là đây, tổng số phần này. Tổng số phần bằng nhau thì phía dưới này là có 1 phần, và phía trên có 1 phần, trứng gà 1 phần đúng không? Trứng vịt có 3 phần. Như vậy tổng số phần bằng nhau là bằng 1 cộng 3. Như vậy sẽ có 4 phần. 4 phần. Như vậy 1 phần này thì các em sẽ lấy 116, các em chia cho 4 thì sẽ ra được 1 phần. Và 1 phần này chính là trứng gà luôn, đúng không? Vậy số trứng gà sẽ là số trứng gà. Các em lấy 116, các em chia cho 4 phần thì sẽ ra 1 phần. Và 1 phần chính là số trứng gà. Vậy 116, các em chia 4. 116, các em có thể đặt phép tính tính ra thì chúng ta sẽ thấy là số trứng gà sẽ là 29 quả. Trứng gà. Biết được số trứng gà rồi, kem lấy tổng là 116, kem trừ đi 29 thì sẽ ra số trứng vịt. Hoặc kem có thể tìm số trứng vịt bằng cách lấy số trứng gà kem nhân 3 lên thì cũng vậy nhá. Nhân 3 lên. Đấy, trứng gà, trứng vịt gấp 3 lần trứng gà mà. Kem lấy này nhân 3 lên hoặc lấy tổng này, kem trừ đi trứng gà thì sẽ ra trứng vịt. Đấy, vậy số trứng vịt kem lấy tổng 116, kem trừ đi số trứng gà. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 87 quả. Đáp số. Đáp số thì chúng ta sẽ có trứng gà 29 quả và trứng vịt 87 quả. Nếu bạn nào không muốn làm trứng vịt bằng cách phép trừ như thế này thì bạn các em cũng có thể lấy 29 kem nhân với 3 lên. Đấy, vì số trứng vịt gấp 3 lần số trứng gà mà. Thì cũng ra kết quả là 87 các em nhé. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 3 như sau. Vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật, có chu vi. Chu vi là bằng 160. Vậy chu vi này tức là cái gì? Chu vi tức là lấy chiều dài cộng với chiều rộng, tất cả nhân với 2 lên thì sẽ ra chu vi. Chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài. Đây là tỉ số đúng không ạ? Tức là chiều rộng là 2 phần, chiều dài 3 phần. Phải không nào? Như vậy trước tiên các em sẽ tìm là gì? Nửa chu vi. Nửa chu vi tức là chiều dài cộng với chiều rộng.
cái số này này thì chính bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Như vậy các em sẽ tìm nửa chu vi, tức là tìm chiều dài tổng của chiều dài và chiều rộng, thì lấy 160 các em chia 2 ra bằng 80, đấy là chiều dài cộng chiều rộng. Và cái tỉ số bằng 2/3 thì chúng ta sẽ đưa về dạng bài toán là tìm hai số khi biết tổng và tỉ, đúng không? Vậy trước tiên này, các em sẽ tìm tổng chiều dài và chiều rộng. Tổng chiều dài và chiều rộng. Muốn tìm tổng chiều dài và chiều rộng thì các em lấy chu vi các em chia 2 ra. Vì chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 thì bằng cái này. Như vậy muốn tìm chiều dài cộng chiều rộng thì các em lấy cái số này các em chia 2. Như vậy chiều dài cộng chiều rộng sẽ bằng 80m. Rồi, đây, tỉ số bằng 2/3. Như vậy, chúng ta sẽ tìm tổng số phần bằng nhau. Các em có thể vẽ cái sơ đồ ra ngoài nháp như sau. Tức là chúng ta có chiều rộng này. Đây cô nháp ra ngoài cho các em dễ hiểu nhé. Đây là chiều rộng. Nhưng phía dưới này là chiều dài. Cái tỉ số thì người ta cho 2/3, tức là chiều rộng là 2 phần này. Đây các em nháp ra đúng không? Chiều dài 3 phần và cái tổng này bằng 80. Có phải không? Như vậy các em sẽ tìm tổng số phần thì bằng cách lấy số phần chiều rộng là 2 cộng với số phần chiều dài là 3. Như vậy chúng ta sẽ có là 2 cộng 3. Như vậy tổng số phần sẽ bằng 5 phần. Và 5 phần này thì nó sẽ có tổng là bằng 80. Như vậy các em lấy 80 các em chia 5 ra thì nó sẽ được số cái độ lớn của một phần. Mà chiều rộng 2 phần thì các em lấy 80 chia 5, đấy là một phần đúng không? Các em nhân với 2 lên thì sẽ được chiều rộng. Phải không nào? Như vậy chúng ta sẽ có chiều rộng này. Chiều rộng của vườn hoa. Chiều rộng phần hoa, ta có tổng là bằng 80. 80 này các em chia cho số phần, chia 5. Các em đặt phép tính các em chia cho cô nhé. 80 chia cho 5, như vậy mỗi phần này, 80 này chia đều cho 5 phần, như vậy mỗi phần này sẽ bằng 16. Mỗi phần nhỏ này bằng 16, mà chiều rộng có 2 phần. Như vậy các em lấy 80 chia 5 rồi nhân 2 lên thì sẽ ra được chiều rộng. Như vậy chiều rộng sẽ bằng 32 mét. Mà biết được chiều rộng bằng 32 mét rồi, biết tổng của chiều rộng chiều dài là bằng 80 rồi. Như vậy các em lấy tổng này, các em trừ đi chiều rộng thì sẽ ra chiều dài. Đúng không? Như vậy chiều dài của vườn hoa muốn tìm chiều dài vườn hoa thì em lấy tổng chiều dài và chiều rộng, em trừ đi chiều rộng, như vậy chiều dài sẽ bằng 48 mét. Như thế là người ta đã vừa tính xong được chiều dài và chiều rộng rồi. Câu B, người ta để 1/24 diện tích vườn hoa làm lối đi, hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông. Như vậy 1/24 tức là toàn bộ diện tích phần vườn hoa chia ra 24 phần, lấy một phần thôi, chia 24 phần lấy một phần, đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ trước khi muốn tìm cái diện tích của cái lối đi này, thì các em sẽ phải tìm cái diện tích vườn hoa đi. Diện tích vườn hoa thì các em phải lấy chiều rộng, các em nhân chiều dài thì sẽ ra diện tích. Vì hình chữ nhật mà, lấy chiều rộng nhân chiều dài ra diện tích. Sau khi tìm ra diện tích rồi, các em lấy phần diện tích này các em nhân với 1/24 thì sẽ ra được cái phần diện tích lối đi. Đấy. Như
Như vậy, câu B, trước tiên các em sẽ phải tìm diện tích vườn hoa. Muốn tìm diện tích vườn hoa thì các em lấy chiều rộng nhân chiều dài, hoặc là chiều dài nhân chiều rộng thì cũng được. Các em lấy 32 nhân với 48, các em đặt phép tính giúp cô nhé. Kết quả chúng ta sẽ bằng 1536. 1536. Đấy, diện tích thì sẽ là mét vuông. Toàn bộ diện tích của cái vườn hoa là bằng 1536 mét vuông, mà diện tích lối đi thì bằng 1/24. Như vậy diện tích lối đi sẽ là, muốn tìm diện tích lối đi thì các em lấy toàn bộ diện tích, các em nhân 1/24, 1536, các em nhân với 1/24. Và các em sẽ lấy cái số diện tích này các em nhân với 1. Này, lấy cái số này nhân tử chia mẫu. Như vậy 1536 các em nhân 1 thì vẫn bằng 1536, rồi các em chia 24 ra. Các em đặt phép chia ra ngoài giúp cô. Kết quả chúng ta sẽ bằng 64 mét vuông. Như vậy, phần diện tích lối đi sẽ bằng 64 mét vuông. Đáp số. Câu A, người ta hỏi chiều dài và chiều rộng. Như vậy, chiều dài là 48 mét này. Chiều rộng 32 mét. Chiều dài là 48 mét. Chiều rộng 32 mét. Câu B, diện tích lối đi 64 mét vuông. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được các bài tập ở trong quyển vở bài tập toán 5 bài 15. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Để ủng hộ cô thì các em hãy nhớ nhấn like video bài giảng, chia sẻ video cho các bạn các em cùng xem. Và đặc biệt bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh, nó là nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình, thì các em hãy nhấn đăng ký để chúng ta sẽ là những người đầu tiên xem các video mới nhé. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.